Hình như này 1 2 3 4 số 0. Cái này cũng thế luôn. 1 2 3 4 và viết con phim cũng vậy luôn. 1 2 3 4. Rồi mình modify nó. Rồi ok. Rồi bây giờ mình chọn bên này luôn. Khóa luôn. 1 2 3 4 5 6 số 0. New cũng thế luôn. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Rồi xong. Ok, khi sau khi lưu cái này xong thì tự động bên lưu bằng phím sẽ tắt. Rồi ta sell vào, sell mod vào. Ok, rồi bây giờ là chúng ta khi mà tắt mà muốn mở thì chúng ta hãy nhập password ở đây. Chúng ta muốn mà khi mà mở nào lại, rồi bây giờ qua đây này đi. Này. Đây là khi này là mở rồi.